chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Bước vào nhà Chúa hôm nay nắng loang trải đường, bước vào nhà Chúa muôn hoa sáng hương tưng bừng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong lời chúc của ngày lễ thành hôn cho các đôi bạn trẻ, giáo hội trong kinh nguyện phụng vụ cho chúng ta biết, để cho con người được tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa, con người đã đến với nhau qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hôn phối giữa một người nam và người nữ. Kinh Thánh vẫn diễn tả cho chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu và Ngài là cội nguồn của mọi tình yêu. Chỉ khi con người kết hợp với tình yêu của Thiên Chúa thì tình yêu của con người chúng ta mới trở nên thánh thiện và công chính. Cuộc sống còn rất nhiều những cái nó gọi là lòng yêu mến của chúng ta, hay là cái tình yêu của chúng ta, nào là tình yêu trong công việc, nào là tình yêu của một môn nghệ thuật hay là một hướng đi nào đó. Nhưng tình yêu hôn nhân vẫn là tình yêu cao quý nhất và đảm bảo hạnh phúc cho con người. Hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng với anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh và chị Teresa Nguyễn Thị Hiền, anh Giuse Nguyễn Thành Nguyễn Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Hiếu, chúng ta xin Chúa chúc lành cho tình yêu của đôi bạn trẻ, và chúng ta cũng cầu nguyện cho tình yêu của hai cặp bạn trẻ này được phong phú, bền vững trong đời sống hôn nhân gia đình của các anh chị. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được hưởng hạnh phúc, chúng ta cũng nhớ tới ông bà cha mẹ tổ tiên. Vì thế nên chúng ta cũng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ tổ tiên đôi bên của hai đôi bạn trẻ, để qua lời chuyển cầu của các bậc tiền nhân trước tôn nhan Chúa, ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta cũng cầu nguyện cho được đời sống hôn nhân gia đình của các đôi bạn trẻ được hạnh phúc bình an. Cộng đoàn chúng ta cũng hiệp ý trong thánh lễ hôm nay cùng với các gia đình xin lễ cầu nguyện cho 6 linh hồn Giuse, 1 linh hồn Anna, 2 linh hồn Teresa, 2 linh hồn Anton. 5 gia đình xin cầu nguyện cho tổ tiên nội ngoại, cho 2 linh hồn Maria, 1 linh hồn Gioan Bautista, 1 linh hồn Agatha, 1 linh hồn Marta. Các gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi, xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, và xin Chúa ban cho công ăn việc làm được mọi sự bình an và may mắn. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh và chị Teresa Nguyễn Thị Hiền, anh Giuse Nguyễn Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Hiếu. Trong ngày anh chị quyết định thiết lập gia đình, đối với các anh chị thì đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến cùng với nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ các anh chị. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha. Xin Ngài lấy lòng nhân hậu, ban phúc lành và cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúa ở bên yêu đức Chúa Cha.
Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng các bí tích cao cả mà Thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước mầu nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc 1, bài trích sách Tô-bi-a. Buổi tối hôm thành hôn, Tô-bi-a nói với Sa-ra rằng: chúng ta là con cháu các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những chư rân, họ không nhìn biết Thiên Chúa. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tô-bi-a đã nguyện rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, trời đất, bể khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng lên, ở những nơi đó hết thảy ca tụng Chúa. Chúa đã dùng bùn đất tác tạo Adam và ban cho ông bà Eva làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà con cưới lấy cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời. Sarah cũng nguyện rằng: lạy Chúa, xin thương xót chúng con, nguyện cho cả hai chúng con đều sống an khang tuổi già. Đó là lời Chúa. Lặng đêm bao nhiêu hoa lao với muôn trái thơm dịu ngon, lấy đây vây chung quanh bạn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như ô liu xanh dần trồi lon đang lớn, Chúa thương cho trẻ. Tràn suốt trong một đời, bạn ơi công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm lu, mừng cho Sion hương thi và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Suốt đời Ngài ban cho con gia đình, có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lãnh nhận dựng xây
tình yêu mãi thắm tươi màu, cùng ca khen Chúa phúc cho đời con. Phúc cho yêu ai, con do Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc của mọi điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới hưởng thụ để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện xin lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát đạo đức để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: thưa bà, chuyện đó liên hệ gì đến bà và con? Giờ con chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ đầy nước các chum, và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người đã giúp việc múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng đều tiết đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đem rượu soảng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilea,
và đã tỏ vinh quang người cho các môn đệ và những người và đã cho các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như để có một câu hỏi cho chúng ta, làm thế nào để giữ được một gia đình hạnh phúc, người ta nói tới phải có tình yêu. Tình yêu trong đời sống hôn nhân vợ chồng, tình yêu đối với con cái, và nói chung là phải có một tình yêu dành cho mái ấm gia đình của mình. Diễn tả tình yêu trong đời sống hàng ngày, người ta nói tới rất nhiều những biểu tượng khác nhau. Ví dụ như là biểu tượng của các loài hoa. Mỗi một loài hoa cũng thể hiện một tình yêu trong đời sống thiên nhiên mà Thiên Chúa, mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người chúng ta. Ví như người ta nói, để nói lên lòng biết ơn, thì người ta hay tặng cho người nhận cái ơn hay nhận cái hoa đó bằng một lòng biết ơn, đó là hoa lay ơn. Còn để mà nói lên một cái sự hẹn hò với một cái bạn bè hay là một tình yêu đôi lứa, người ta tặng cho người mình muốn hẹn một loại hoa, hoa đó là hoa huệ. Và để nói lên cái sự trong trắng kín đáo thì người ta tặng cho một loài hoa khác, đó là hoa trinh nữ. Hoa hồng được nói lên khía cạnh của tình yêu đôi lứa. Vì thế nên trong một cái kỷ niệm hôn nhân, người ta hay tặng cho nhau một loại hoa được gọi là hoa hồng, để nói lên tình yêu mà người được người tặng dành cho người nhận. Người ta cũng nghĩ rằng đã là hồng thì phải có gai. Đó là quan niệm chung cho những loài hoa, hay là đặc biệt là hoa hồng. Bởi hoa hồng có gai nên nó mới bảo vệ được hương thơm của loài hoa này trước những cái sự xâm lấn hay là cái sự phá hoại của sâu hay là của bướm hay là của những cái sinh vật khác mà làm cho loài hoa hồng mất đi cái giá trị đặc trưng của mình, đó là hương thơm. Và người ta nói rằng một bông hồng đẹp là một bông hồng phải có hoa, phải có gai để bảo vệ cho cái giá trị của hoa hồng này. Người con gái khi đến độ, người ta cũng nói rằng đó là một bông hồng đẹp. Thế nhưng bảo vệ cho bông hồng của mình được trở nên trong trắng hay là xinh xắn thì người con gái cũng phải tạo ra cho mình những cái ngăn cách, hay là người ta gọi là những cái gai, để bảo vệ cái sự trinh trong, cái nét đẹp duyên dáng trong đời sống của một người con gái. Và để thể hiện một tình yêu đối với một người con gái, người con trai cũng tặng cho người con gái những bông hoa hồng. Trong tình yêu có rất nhiều những cái hương sắc khác nhau. Vì thế nên người ta càng yêu thương thì cái tình yêu biểu lộ ra ngoài càng được đong đầy. Có một bạn trẻ để hỏi người mẹ của mình xem người mẹ dạy bảo mình về tình yêu như thế nào. Thì người bạn trẻ đó đã hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, yêu là gì hả mẹ?" Một người mẹ đã dạy cho cậu con trai của mình trong đời sống tình yêu, hay là thể hiện tình yêu trong đời sống của đôi bạn, của một người bạn trẻ: "Yêu là hy sinh con ạ." Người ta càng yêu thì người ta càng hy sinh trong tình yêu mà người ta dành cho người mình yêu. Ví dụ như tình yêu của người cha mẹ dành cho con cái được biểu lộ rõ trong sự hy sinh của cha mẹ cho con cái. Và nói đến tính chất hy sinh cũng là nói đến đặc tính của tình yêu. Hy sinh thì luôn hàm chứa với sự tình yêu
và hy sinh cũng hàm chứa những sự đau khổ trong đó. Theo phúc âm, chữ yêu cũng gắn liền với chữ thập, và chữ thập cũng chính là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại. Ngài dùng chính cây thập giá để biểu hiện tình yêu cho nhân loại, cho sự hy sinh qua thập giá mà Ngài đã bước vào. Mối tương quan giữa tình yêu và đau khổ là đề tài rất nhiều những nghệ sĩ đã diễn tả, và người ta thường ví tình yêu với đau khổ là một sự song hành trong đôi lứa, cũng như trong sự hy sinh của tất cả tình yêu mà người ta dành cho nhau. Trong tình yêu hôn nhân, người ta cũng nói rằng tình yêu cũng đi liền với giận hờn. Giận hờn hay là ghen tương, mối tương quan có thể nói rằng diễn tả trọn vẹn trong yêu thương, đi liền với thương yêu, và yêu thương cùng với đau thương là một vần để thể hiện khía cạnh tình yêu. Ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã diễn tả một cách rất sâu sắc và rất thơ để nói lên sự triết lý, mà cũng diễn tả cái tâm lý của con người trong mối tương quan biện chứng tình yêu và đau khổ trong câu hát mà ông đã thể hiện trong bài Tình Nhớ. Khi cơn đau chưa đầy thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mang. Nhiều người chúng ta cũng thích bài hát này để ca ngợi tình yêu và sự hy sinh đau khổ trong mối tương quan yêu thương. Cha ông chúng ta thì nói một cách rất mộc mạc thật thà, nhưng cũng chất phát để nói lên tình yêu và sự hy sinh đau khổ. Các cụ nói với chúng ta rằng yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Đây cũng là một sự hy sinh đau khổ mà trong tình yêu người ta phải đón nhận. Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng không có tình yêu nào mà lại không có vướng mùi sự hy sinh đau khổ ở đó, và không có một trái tim nào mà lại không có những lúc bị thương đau khi đã yêu thương, đã hy sinh cho người khác. Chúng ta cũng có thể nói giữa tương quan tình yêu và đau khổ để diễn tả những sự hy sinh mà cần phải có trong tình yêu hôn nhân, hay còn gọi là tình yêu đôi lứa. Đây là một sự tỷ lệ thuận của tình yêu. Người ta càng hy sinh nhiều thì tình yêu càng lớn và càng sâu đậm cho những sự yêu thương hy sinh của mình. Không có tình yêu nào lớn hơn bằng tình yêu của người đã chết vì người mình yêu. Đây chính là sứ mạng mà Chúa Giêsu đã minh chứng cho chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nếu hiểu được ý nghĩa ấy thì chúng ta phải biết rằng nếu tình yêu có chân thật hay không, hãy bỏ tình yêu vào một cái máy ép. Nếu nó tiết ra chất nước của sự hy sinh mà là một sự hy sinh vô vị lợi thì đó là một tình yêu thật. Nhưng nếu như nó ép ra những cái sự lợi dụng hay là những cái vụ lợi ở trong đó thì đó chắc chắn là một tình yêu giả dối, một tình yêu không chân thật, một tình yêu không phải là sự hy sinh. Bởi thế nên trong đời sống hôn nhân gia đình, nếu khi nào chúng ta còn thấy chúng ta hy sinh cho nhau, đó là chúng ta đang yêu thương nhau chân thành. Nhưng khi chúng ta một chút hy sinh, chúng ta đã ngại ngùng hay chúng ta đòi công, đòi phải trả những cái giá cân xứng, thì đó là một tình yêu vụ lợi, hay là một tình yêu giả dối, hay là một tình yêu đã biến màu, biến sắc. Ở nơi trần gian này không có những cái sự sung sướng nào, hay còn gọi là hạnh phúc, mà có thể trọn vẹn cả. Vì trong hạnh phúc phải gắn liền với đau khổ, không trước thì sau. Đó là cái đúc kết của người đời, của ông bà cha mẹ tổ tiên dành cho chúng ta trong sự hy sinh của tình yêu. Ví như một người nông phu khi gieo trồng hạt giống trong mồ hôi, nước mắt sẽ trở về trong vui sướng, bởi vì ông đang chờ đợi một mùa gặt bội thu
với những thành quả hy sinh trong mồ hôi nước mắt mà ông đã vun trồng. Một cô gái khi lên xe hoa về nhà chồng, đó là một ngày hạnh phúc trong đời cô gái. Nhưng lúc lên xe hoa, hầu như cô gái nào cũng cảm thấy sụt sùi. Người ta đặt ra câu hỏi, tại sao trong giây phút sung sướng hạnh phúc như thế mà cô gái lại khóc? Thưa, có lẽ vì cô nhớ tới gia đình, tới cha mẹ, tới anh chị em, tới bạn bè. Vì thế nên ông nhà thi sĩ Nguyễn Bính cũng đã nhắc nhở chúng ta trong một vần thơ như sau: gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc nín đi không, nín đi mặc áo ra chào họ, rõ là quý con tôi các chị trông. Có nghĩa là ai trong chúng ta cũng phải trải qua những giây phút như thế, rơi lệ vì một sự hạnh phúc đang đến với bản thân mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai đôi bạn trẻ thân mến, các anh chị chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình, đây là một quyết định quan trọng trong cuộc đời của các anh chị. Và bởi vì tình yêu đã đưa chúng ta tới để chúng ta tiến tới xây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng chắc chắn chúng ta phải thừa nhận còn rất nhiều những thử thách để cho hạnh phúc gia đình chúng ta được bền vững. Người ta đặt ra câu hỏi, tại sao mà người ta phản bội, tại sao người ta không trung tín trong đời sống hôn nhân, là bởi vì người ta sợ những hy sinh mình đã đổ ra, mình đã hy sinh không được đền đáp, nên người ta trở nên bất tín, bất trung, đôi khi còn trở nên những người bất nhân, bất nghĩa. Khi nói đến sự trung tín trong đời sống hôn nhân gia đình, người ta cũng nói nhiều đến những cạm bẫy và cám dỗ, để rồi người đàn ông dễ dàng phản bội và người đàn bà dễ dàng thất trung trong lời hứa hôn nhân. Đối với những người Công giáo chúng ta, nếu như chúng ta biết tín thác vào Chúa, biết trông cậy vào Chúa, chúng ta biết sợ những cái tội chúng ta phạm trước mặt Chúa, chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều những sự thất tín, thất trung trong cách ứng xử của mình, cách cư xử của mình. Nhưng khi một người tín hữu đã không sống trọn đức tin của mình, chúng ta sẽ xa bẫy cám dỗ bởi dòng đời, bởi vì người ta không còn sợ những cái tội mà mình đã phạm trước mặt Chúa. Trước khi mà mình trở nên kẻ phản bội thì mình phải biết sợ những cái tội mình phải làm đã phạm. Sau đó chúng ta trở nên những cái cơ hội cho những sự đổ vỡ gia đình bởi những sự bất tín, bất trung của chúng ta. Một lần chúng ta thất hứa sẽ là những cơ hội cho những lần khác chúng ta sẽ dẫn đến bất tín, bất trung. Vì thế nên khí cụ đầu tiên để gìn giữ gia đình, đó là hãy trung thành trong lời cam kết với Thiên Chúa, giữ đạo cho nên, đi lễ, đọc kinh, để chúng ta cầu nguyện cho bản thân mình, cầu nguyện cho mái ấm gia đình của mình, cầu nguyện cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái. Nếu như chúng ta giữ được như thế, chúng ta sẽ được Thiên Chúa gìn giữ chúng ta. Bởi vì chúng ta giữ đạo thì đạo cũng giữ chúng ta. Các anh chị thân mến, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt và cũng chắc chắn là giờ phút hạnh phúc trong đời sống của các anh chị. Hãy tín thác gia đình này mới này cho Chúa, hãy trông cậy vào lòng từ bi Chúa, nhưng hãy biết chạy đến với Chúa nếu như chúng ta gặp những khó khăn bất trắc trong đời sống hôn nhân gia đình. Đừng dại dột đi bàn luận với những người đã trải qua những kinh nghiệm bất tín bất trung. Đừng dại dột đến với những cái nơi người ta không gìn giữ cho hạnh phúc gia đình của chúng ta. Nhiều người Công giáo là người có đức tin, nhưng chúng ta lại chạy theo với những cám dỗ của cuộc đời, với những trào lưu của xã hội, nên chúng ta đã đánh vỡ gia đình của mình, đã làm cho gia đình mình trở nên đổ vỡ, để rồi biết bao nhiêu những hậu quả đổ trên con cái. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay biết cầu nguyện cho nhau, biết tìm đến với Thiên Chúa, để qua những lời cầu nguyện của mình, qua những lời trông cậy của chúng ta, Thiên Chúa sẽ chúc lành và gìn giữ gia đình chúng ta.
cầu chúc cho các anh chị được hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, và xin Chúa cũng chúc lành cho tình yêu của các anh chị để chúng ta có một mái ấm gia đình hạnh phúc quây quần bên gia đình con cái chúng ta. Ước mong được như vậy. Amen. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng mật dấu ấn Linh Thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và trước mặt cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh tra hỏi các con vì ý định của các con. Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh và Teresa Nguyễn Thị Hiền, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh nhận em Teresa Nguyễn Văn Hiền làm Nguyễn Thị Hiền làm vợ và hứa sẽ đồng chung thủy với em khi bệnh hoạn những lúc, khi mạnh khỏe những lúc gian nan, khi thịnh vượng những lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng những lúc đau yếu, để tôn trọng, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Teresa Nguyễn Thị Hiền xin nhận anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh làm chồng của em và sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con được bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Teresa Nguyễn Thị Hiền, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn chúng ta vừa chứng kiến hai đôi bạn trẻ đã có những khế ước với nhau và có những giao ước qua những chiếc nhẫn để sống đời sống hôn nhân vợ chồng. Cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho hạnh phúc của hai đôi bạn trẻ. Mời cộng đoàn cùng đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh và chị Teresa Nguyễn Thị Hiền, anh Giuse Nguyễn Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Hiếu. Chúng ta hãy ký thác hai gia đình mới này cho Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện xin.
Khi Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh và người đến hiến mình vì hội thánh, chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn trung thành với sứ mệnh người trao là tiếp nối sứ vụ giao giảng tin mừng bằng mọi cách, thế và hoàn cảnh của thời đại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho tình yêu mà các anh chị tự nguyện cam kết với nhau hôm nay được mãi mãi bền độ bằng sự hy sinh, cảm thông và đồng trách nhiệm xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Biến động của xã hội, phát triển khoa học, công nghệ cũng hệ lụy đến đời sống các gia đình trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người ý thức sử dụng đúng mục đích và cho những quản lý thị trường có trách nhiệm để đem lại lợi ích cho người dân. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho các cha mẹ và mọi người thân thuộc, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Xin Chúa cũng đồng hành với những gia đình đang phân ly, cho họ biết cảm thông với nhau và cùng bước tiếp trong tình, trong yêu thương và hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần của tình yêu Chúa xuống trên hai đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây phiền muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng để cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa đã liên kết với nhau bằng giao ước hôn nhân thánh thiện. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau và lòng kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ơn là chính năng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần tình yêu vinh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa sẽ thanh hiến tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh bẻ ra, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến các anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh và Du Xe Nguyễn Xuân Thanh, cùng với các chị Teresa Nguyễn Thị Hiền và Maria Nguyễn Thị Hiếu mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn hôm nay. Nhờ ơn Chúa, xin cho các anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống trong bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên hai đôi vợ chồng vừa mới thành hôn.
Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì cho những người Chúa đã làm nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Chúa đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Chúa và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Chúa. Chúng con khiêm tốn này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn nhân thánh thiện. Lạy Chúa, xin Chúa tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên các chị Teresa Nguyễn Thị Hiền, Maria Nguyễn Thị Hiếu và bạn trăm năm của các chị là các anh Andre Dũng Lạc, Lại Văn Đỉnh, Giuse Nguyễn Xuân Thanh. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn các anh chị để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, các anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được thêm phong phú. Lạy Chúa, xin ban cho các anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa ở gần bên xoa dịu. Xin cho các anh chị biết cầu nguyện nơi đời sống, nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, các anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa làm Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng tán Chúa hư bao nhà con, nhưng xin Chúa phán một đời vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối,
biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con được hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn các con mà tiếp rước các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tràn đời.